Đây có cái nhà có bà con nè, có chiếc xe đạp. Coi vô. Cái này gọi là cái trại thôi chứ không phải là cái nhà nha mọi người, nhỏ xíu à. Hiện tại thì mực nước ở trong đồng nó chảy ra rất là xiết luôn cả nhà. Ngay cào cái này mình mà đánh bắt cá gì anh? À, cào hến ha. Đây là cái cảnh đánh bắt cá mà mình cũng mới gặp lần đầu tiên luôn à. Thường cá lóc, cá chê, cá mẹ dính, cá ngon ngon không. Đó là nguyên cái bộ con trúng đó cả nhà thấy không? Người ta thu hoạch cái đầu, người ta lấy đồ, người ta cắt ngang đó hoặc đó thêm bọc nữa. Cuối cùng thì quá cũng tới được cái khu vực mà có cái cung đường tuyệt đẹp ngay tại quyền Hồng Ngự của chính trị. Thì ngay chỗ này thì cũng là cái khu vực biên giới ha. Thì đến đây thì chúng ta sẽ rẽ bên phải để chúng ta đi về một trong những cái cung đường gọi là cực kỳ đẹp vào cái mùa nước nổi này. Đó, cả nhà thấy là cánh đồng đó là mênh mông nước rồi đó, và có một con đường là len lỏi giữa những cái hàng cây đó và xen vào những cái khoảng nước màu trắng đó, rất là đẹp luôn cả nhà. Còn nếu từ đây chúng ta rẽ trái chạy thẳng hoài là tới chợ Cải Sách, là một trong những cái ngôi chợ bán cá đồng có thể là lớn nhất ở khu vực này cả nhà. Đó, xuống đây thì bắt đầu có cái ngã ba. Cả nhà đi về cung đường mùa nước nổi thì cả nhà đi theo quá là bên phải nha. Ở đây thì cũng có bà con ta, có rất là nhiều vỏ lãi. Ở đây thì lúc trước bà con cũng có nuôi cá. Cánh đồng này thì cũng giống ở bên khu vực An Giang mình thôi, thì bà con đặt đú đặt vớn rất là nhiều luôn. Đây chỉ là cái đoạn mở đầu vào thôi, chưa phải là cung đường đẹp nhất đâu cả nhà. Chúng ta còn phải di chuyển là tầm khoảng 3 đến 4 km nữa qua bên cái hàng cây bên đó đó. Và cái khu vực này thì cũng có bà con mình đặt đú đặt vớn nè, hiện tại là bà con đi thăm cũng 3-4 xuồng rồi đó đó cả nhà. Và cái điểm cuối hôm nay trên cái cung đường tuyệt đẹp này á là cái chỗ mà chợ Cá Linh. Thì hàng năm thì cũng có rất là nhiều bà con cũng như là anh em ở khắp mọi nơi, người ta đổ về đó đó để người ta mua cá linh cũng như là tắm độc hay là tham quan cái cách đặt vớn đặt chuột này kia của bà con ở đây. Và cái cung đường này cũng có rất là nhiều bà con đặt vui vui thôi, đó là cung đường tử thần. Đó là tại vì mà khi mà có dông mưa đó, sóng đánh lên đường lấp láng luôn, nhìn cái khung cảnh đó thì cũng khá là đáng sợ cho bà con đặt như vậy thôi, chứ thật sự là cũng không có gì mà nguy hiểm hay là đáng sợ như vậy nha mọi người. Cái này chỉ là nói cho nó vui thôi. Với lại trên cái cung đường này thì cũng không có nhà cửa gì, xa xa thì sẽ có một vài cái trại của bà con á, cắt để mà làm ruộng thôi đó. Đây là cận cảnh cái vớn là quá gây quay gần nhất cho cả nhà xem đó. Đó, nó có cái hòm hình trái tim vậy đó cả nhà ha, nó có cái hòm hình trái tim vậy đó. Cái đầu người ta sẽ làm cái lưới giang ra ngoài kia, cái cá nó chạy theo cái đường lưới giang này, nó vô cái hòm này, nó chạy vòng 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 hồi cái đầu nó lại gần chỗ cái đú rồi đó, gọi là cái đú đó, là nguyên một cái 3-4 cái hòm theo một cái lòng lưới dài vậy đó, rồi nó chạy vô đó. Thì cái cuối cùng của cái hòm đó người ta sẽ để nó cao hơn mặt nước để cho cá nó vào nó không có bị ngợp chết ha. Cái khúc này mình chạy là một bên là đồng ruộng, một bên nó là sông nữa cả nhà ha.
ở trong quê này thì gọi là kinh rạch đó, giống như một cái con sông nhỏ vậy đó. Và trên cái đoạn đường này á thì sẽ có một vài cái cống để mà điều tiết nước ha. Khi mà bà con cần lấy nước thì người ta sẽ dỡ bửng xả vô. Còn nếu như mực nước ở bên trong á nó cao mà bên ngoài nó thấp á thì ta dùng máy bơm ta bơm nữa ha, để bơm thêm vô. Ở trước mặt mọi người chúng ta đang di chuyển tới đó là có một cái cống ở ngoài trước đó. Ở đây là giống như cái trại của bà con nè. Cái này gọi là cái trại thôi chứ không phải là cái nhà nha mọi người, nhớ xíu à. Này chỉ để đồ này kia để làm ruộng gãy thôi. Thì vào mùa nước nổi này thì người ta nghỉ, người ta không có ở ha. Hôm nay khi mà mình đến đây á thì cách cái lần trước mình đến là tầm khoảng chắc trên dưới hơn tháng á cả nhà. Và nước hôm nay rất là nhiều. Và đặc biệt đó là phía trong đồng này là hôm nay nước cũng hơi trong rồi ha. Đó, so với ở bên ngoài cái con kênh này cả nhà thấy là nó đỏ lồm phải không đó. Còn ở trong thì nó đã trắng trắng rồi, nghĩa là nó lắng phù sa bùn đất bớt rồi đó. Đó, đây là một trong những cái cống nè, mình ngừng lại quay cho cả nhà xem. Hiện tại thì mực nước ở trong đồng nó chảy ra rất là xiết luôn cả nhà. Ngay cái miệng cống này chảy rất là mạnh nha. Có nghĩa là ở trên thượng nguồn là bên hướng Campuchia đó, chảy về qua cái đồng này nè, là vào đây bắt đầu nó sẽ thoát lũ ra ngoài cái khu vực cống này nè. Đó, ở đây có bà con người ta ở đây luôn nè. Là trước một tháng trước mình lại thì nó còn sâu tuốt dưới 2-3 mét đó, mà bây giờ nó ngập lên cỡ này đó mọi người nè. Nó chảy qua bên cái kinh này và nó thoát qua cái hướng thành phố Hồng Ngự ha. Cái hướng này là chúng ta đi về trung tâm của thành phố Hồng Ngự đó, về cầu Sở Thượng này kia luôn. Ở đó mình thấy có bà con người ta đang chống để đi dỡ đúng gì cả. Để mình chạy đắng mình xem này. Ủa cái đó giờ mình kéo là kéo bằng cái gì anh? À giờ có hai cây tre đó ha. À vậy là nước ở đây ngập sâu không? Sâu rồi mình kéo mình đi nổi không ta? Mà ổng nói ổng leo lên cây tre ổng đi, nhưng mà mình chưa hiểu là ổng đi như thế nào. Bây giờ bà con mình cùng xem với quá nha. Đó đó đó, bây giờ ổng đang kéo lưới xuống đó. Đó, đây là cái cảnh đánh bắt cá mà mình cũng mới gặp lần đầu tiên luôn à. Thường thì lưới đó thì kéo rồi mình thấy bên mình thì có hai cái cây thì hai người sẽ kéo tới. Còn này là mấy ổng đi trên cái cây tre là đi sao ta? À vậy là mình lấy chớn ha. À dạ dạ trời hay trời. À dạ rồi xong rồi mình nhóc tới hoài ha. Vậy mình đi bao xa mới gom lên? À dạ, vậy là đi cái khoảng cách tầm khoảng 100-150 mét tùy theo. Còn một người ở trên xuồng đó là hai ông ở dưới ngộ ta. Đó giờ mình cũng mới thấy cái cảnh đánh bắt ngộ ghê của bà con. Đó mà đi vậy đó là phải từ 100 mét là bắt đầu mới thu hoạch nha cả nhà. Thôi đi xa ghê, từ 100 mét là xa lắm á. Dạ. Vậy là lưới mình là phải tùng dữ lắm á anh. Bề ngang 20 mét. Là mấy ông đi xa ra quá là tốt ngoài kia luôn rồi. Lại ra ngoài đó hết quay luôn rồi. Phải mà gần gần mình lên mình quay cho cả nhà xem. Cái này xa quá, cái này nước sâu lắm. Cái này mấy ông đứng là gần lúc đầu quá mọi người. Mấy ngày nay đi quay mấy cái bọc súng ma cho cả nhà này là người ta đem lên bán không à. Bữa nay mới thấy được nguyên một bụi quá trời bự luôn nè. Bụi này cũng dài 2-3 mét đó mọi người. Nè mà nó còn sống luôn nè. Đó là dọc theo con đường này á, là cái theo cái bờ này nè là người ta làm láng bóng luôn. Và xa xa sẽ có những cái nấc thang thôi lên xuống. Còn những cái chỗ này là mình bước mà lơ tơ mơ là nó sẽ lọt mình xuống sông luôn á, là mình lên không được luôn cả nhà. Cái này là đây là mình đang đứng ngay cái đầu của cái đường ven vào cái vớn của bà con ha. Và cái vớn này á, thì có thấy là nó dài vô tận luôn, nó chạy qua tới bên kia luôn á.
là chắc cũng tầm 500-700 mét cả cây số gì đâu á mọi người. Và chính giữa này thì người ta đặt rất là nhiều cái hôm ha, mỗi cái hôm như vậy là người ta căng qua hai bên là sẽ có những cái lồng đú. Đó, dài lần kia mình thấy là 5-7 cái hôm hình trái tim vậy đó. Cái này là giống như là của một chủ nè, là người ta gian một lần gian xéo lên tới trên đó luôn ha. Đó, và nói dài xuống dưới đây là những người khác nữa đó, người ta cũng gian xéo theo gì đó mọi người ha, chứ người ta không gian ngang gian xéo theo cái nước ngược á đó. Và những cái đường gian này nè là rất là dài luôn. Cái khu vực này thì hầu như năm nào cũng vậy, bà con người ta đánh bắt cá linh là cực kỳ nhiều luôn ở chỗ này nè mọi người. Còn đây là những cái nhà cũng khá là nhỏ, nằm ở giữa đồng trống mênh mông nước luôn. Và trên đó thì có cái đường đê cập theo những cái bờ kênh đó cả nhà. Nãy giờ cũng gần 20 phút rồi đó, là mấy anh ra tới ngoài đó là cách quá tầm khoảng hơn 100 mét rồi. Là mấy ổng ra xin chút xíu nữa mấy ổng sẽ túm lại. Lúc sáng quá đi ngang cái phà mà Tân Châu Hồng Ngự á, chỗ phà Mương Miễu á, thì quá thấy nước đổ về cũng không có xiết như nửa tháng trước hoặc tháng trước cả nhà. Giờ rồi có thể gọi là đỉnh lũ chưa thì mình cũng không rõ, tại vì thời tiết bây giờ nó cũng khá là thất thường. Như thường lệ hàng năm á, thì bây giờ là bà con nói là cũng đỉnh lũ rồi đó, có nghĩa là đạt cái đỉnh cao nhất rồi. Nhưng mà cũng có một số người nói là do thời tiết có khi là 1-2 đám mưa đó là nó sẽ nâng cái mức lũ lên nữa ha, thì cái này mình cũng không biết sao nữa. Tuy nhiên thì thấy qua cái sông Tiền mà sáng thì mình thấy là nước chảy không có xiết nữa ha. Và những cái cánh đồng mà ngay cái biên giới, ngay cái chỗ khu vực huyện Hồng Ngự này, giáp với nước bạn Campuchia này, có cái đường ranh giới này, là mình thấy là nước nó cũng trong rồi, nó không có đục đó. Và cái cung đường mà tuyệt đẹp mình đang tiến tới là nó nằm vòng cung vậy đó mọi người nè. Ở đây chạy thẳng nè, cái đầu chút xíu chúng ta sẽ ôm cái vòng cung qua bên đó đó. Xa thì chúng ta sẽ thấy được những cái trại nhỏ nhỏ gì nè, là bà con cắt để mà nghỉ ngơi lúc mà đi làm ruộng làm rẫy này kia thôi, chứ mà hầu như là những cái nhà này người ta không có ở nha cả nhà. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì cuối cùng qua hơn 30 phút di chuyển từ ngay bến phà Tân Châu Hồng Ngự thì Thiện Quá đã có mặt ngay tại một trong những cái cung đường có thể gọi là đẹp nhất ở khu vực huyện biên giới Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp này. Đó là cái cung đường này là sau lưng Thiện Quá đây, là chúng ta sẽ chạy lại cái chỗ ngay chỗ đó gọi là cái cạnh của tam giác gì đó. Chúng ta chạy cuối cái tam giác đó, bắt đầu chúng ta vòng qua bên đây, vòng qua bên đây là chúng ta chạy dài lên trên đó đó, là giống như là Quá đang đứng đây là gần cái đuôi của cái tam giác ha. Đó, và chúng ta chạy lên đó là cái khu vực quẹo trái là chúng ta sẽ đi về cửa khẩu Cầu Muốn, chợ cá Cả Sách rồi này kia đó. Còn nếu chúng ta quẹo phải thì chúng ta sẽ đi về trung tâm của thành phố Hồng Ngự, rồi chợ Trà Đư này kia luôn. Mà trong những video trước thì Quá cũng có ghi hình chia sẻ cho cả nhà rất là nhiều đó. Thì bây giờ thì không để mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau hành trình di chuyển trên một trong những con đường thật sự rất là đẹp vào mùa nước nổi nha mọi người. Chứ bình thường những mùa khác thì nó cũng bình thường thôi. Cái này là ý kiến cá nhân mình thôi. Thì con đường rất là đẹp vào mùa nước nổi đó. Tuy nhiên thì cả nhà mà nếu mà có dịp mình về đây, mình đi khám phá cái cung đường thì mình lưu thông trên đường này thì mình cũng phải chú ý. Tại vì cái con đường này nó có rất là nhiều cua khúc khủy ha. Đó, và một bên đó là vực, một bên đó là hàng cây, cho nên là chúng ta khi lái xe thì phải quan sát này kia, và chạy thì phải chậm chậm thôi và tập trung, chứ không phải là mình nhìn mây nhìn gió này kia thì nó khá là nguy hiểm nha mọi người. Tại vì đây là xuống cái bực dưới tầm khoảng 2 mét mấy lên đó, tại vì nước ngập lên hết 1 mét mấy rồi, bây giờ là còn tầm 1 mét thôi đó. Thì này là những cái lưu ý mà bà con mình có về đây mình tham quan cái cung đường đó. Thì cung đường này nếu mà chạy dọc hết đây là tầm khoảng 3 km thôi đó. Tuy nhiên là nó có cũng khoảng trên dưới là vài chục cái khúc cua đó. Đó, cho nên là cả nhà chạy xe lái xe thì phải tập trung nha. Đây là những cái điểm mà bà con làm cái đường lên xuống cho những cái xe cải tiến này kia, người ta kéo lúa lên xuống á. Xa xa mới có một điểm như vậy.
Bây giờ là chúng ta đang tiến tới cái chỗ mà cái cua có thể gọi là gắt nhất. Cái này là cua chữ O luôn đó mọi người. Đó, chúng ta chạy cuối đó, cái đầu dọc qua bên đó. Dọc trên tuyến đường này thì bắt đầu là có nhà bà con lai gai đó cả nhà. Còn nãy mình chạy bên đây thì những cái trại làm ruộng thôi, không có nhà. Chạy trên cái đường này thì cả nhà phải hết sức là tập trung, chứ mà mình sơ ý chút xíu à, nó xuống dưới mé đó là lên rất là khó nha mọi người. Đường thì làm bề ngang tầm khoảng chắc mình nghĩ là cỡ 3 mét á. Tuy nhiên thì do cái hàng cây á nó lấn vào thì cũng còn tầm khoảng trên dưới 2 mét à. Và bà con chạy theo một cái đường mòn này nè, là nó chắn cái đường hết rồi, cả nhà thấy biết rồi đó. Đó, ngay đây cua gắt nhất nè. Đó. Ở ngoài mé này thì không có cái dấu xe chạy cho nên là rong nó đóng đang thì lùi luôn đó. Ở trong thì cây me nước. Cây me nước này thì gai dữ lắm nha cả nhà. Bà con chặt này để phơi cho nó rụng lá để người ta chất đóng trà đó. Nè như chỗ này là còn bề ngang có 1 mét 1 à. Chỗ đó qua lại là không có được luôn á. Phải nhường với nhau mới qua được. Đây thấy bà con trồng me nước quá nhiều luôn. Đó, tới một cái khúc cua gắt nữa đó mọi người. Đây có cái nhà của bà con nè, có chiếc xe đạp, có vô lãi nữa kìa. Đó, như mấy chỗ này là cây người ta để ra tới ngoài đường luôn. Và đây tiếp tục có một cái này, cái trại hay cái nhà nữa nè, biết có ai ở không nè. Đó, hầu như là trên tuyến đường này thì cũng có khá nhiều mọi người. Và cái đó bên sông là có ghe của bà con và có nhà bên luôn kìa, chắc cũng hai bà hộ của bên đó đó, là bên cái sông bển. Trời ơi, dịch. Nước này so với những năm trước thì qua thấy là nó thấp hơn mọi người. Có hồi năm rồi là nó lấp láng lên đường luôn, là tính ra là nước còn cao lên tầm cả mét nữa mới có bằng năm rồi. Cho nên là cái đoạn đường này năm nay mình chạy thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, chứ không có nước nhiều như mỗi năm. Đây có nhà bà con ở cái trại. Đây rất là nhiều bà con người ta đặt vớn đặt đúng rồi đó, rất là nhiều luôn. Ở đây là mấy anh ta đang cưa cây. Đây ta đang cưa mấy cây này để ta phơi khô á, ta bán cho những người ta mua để chắc đóng trà mọi người. Này mà có xe mà đảo ngược lại là cũng hơi căng á, phải ngừng lại bóp càng né đó chứ thôi là dễ lọt xuống dưới mé lắm á mọi người. Đây có thêm một cái trại nữa, rất là nhiều cái trại, cái nhà bỏ trống.
Đây chúng ta tới một trong những cái cống cũng khá là lớn thôi mọi người. Cái cống này đợt trước mình cũng có quay cho mọi người nè, cống 2 thước nè. Ồ, bữa nay nước lút luôn nè. Tháng trước là nó tuốt cái dưới đó, giờ mình lại là mình thấy lút hết trơn luôn rồi đó, và hai mực nước thì bằng nhau luôn. Đây cũng có một cái nhà của bà con bị ngập luôn rồi. Cái đó giống như là cái quán. Đó, chỗ này trống đẹp ghê không? Chỗ này không có cái hàng cây ở ngoài mé sông, nhìn nó trống lỏng. Cái khúc này đường nó bị hư khá nhiều mọi người. Đây nè. Rồi rồi. Có những cái chỗ nó bị huyết xuống luôn nè. Đó, ghê không? Trời ơi. Kinh nè. Có cái đoạn này đường cũng khá xấu mọi người ơi. Này chắc làm lâu rồi cái đầu nó bị lở á. Nó bị sụp. Có những cái mảng nó bị rớt ra luôn. Cái chỗ đó đó, ổ gà rất là nhiều. Đó, bà con người ta cưa cây cái bỏ lên cái đường vậy luôn đó, cho nên là cái đường còn lại nhỏ xíu à. Và ở phía bên đó là cũng có một cái đường nữa đó mọi người, và nước mênh mông bên đó luôn kìa. Giờ chúng ta cũng sắp sửa tới được một trong những cái chỗ nhóm chợ mua bán cá linh khá là lớn ở cái khu vực này á. Ồ, đây có cái trại nữa, hay cái quán nữa nè, cũng bỏ trống luôn. Rồi tiếp tục có thêm một cái trại bỏ trống nữa. Rồi à, cái chỗ cái nhà đó, cái trại đó làm bằng cửa nhôm luôn mọi người. Trên đồng trên ruộng mà cũng đầu tư ghê không, cửa nhôm rất là đẹp. Đây quá mát à. Đường này nãy quá ước chừng tầm khoảng 3 cây nhưng mà nãy giờ chạy cũng hơi lâu, có thể là dài hơn nữa nha mọi người. Cái này mình không biết sao đo nữa, mình chỉ ước lượng thôi. Nãy mình ở thuốc bên cái bờ bên đó đó, và chạy nguyên một cái vòng tròn luôn qua tới bên đây. Còn cái chợ Cả Sách là nằm ở hướng đó đó cả nhà, có một cái công trình gì khá là lớn đó. Ở trước mặt mình là có rất là nhiều lưới rào xung quanh rất là lớn nè, mình không biết ra đây là cái gì nữa mọi người. Đó. Đây, hỏi chú ơi, chú cho cháu hỏi cái này mình vào lên mình nuôi gì chú? Tôm. À dạ, nuôi tôm. Ồ, quá rộng luôn. Tháng trước mình qua thì nước ít, mình chưa thấy. Cái này là mình nuôi khoảng bao lâu mình mới thu hoạch hả chú? À vậy là cũng nước lúc đó là gần giật là mình thu hoạch đó ha. Dạ. Vậy là cái này bà con ta nuôi tầm khoảng 3 tháng nước lên thôi. Vậy là ở đây chắc là mình nuôi tôm sông hả chú? À tôm càng xanh, dạ. Tôm càng xanh là đánh bắt nước ngọt đó, là tôm đó là của nước ngọt mình đó bà con. Quá rộng luôn. Nuôi tôm nước ngọt, tôm càng xanh đó. Bây giờ là chúng ta chuẩn bị qua cái cây cầu này, sau đó là chúng ta lên cái điểm mà bà con mua bán cá linh đó, lớn nhất ở đây. Đó, cái đường này là chúng ta đi về chợ Cả Sách đó mọi người. Giờ chúng ta không có về chợ Cả Sách, chúng ta
qua đây. Cái cầu này gọi là cái cầu cõi tiểu nha mọi người, cầu cõi tiểu. Đây bà con người ta đang cào. Cái này mình mà đánh bắt cá gì anh? À, cào hến ha. Dạ dạ. Ồ, quá nhiều luôn kìa, bao bao luôn. Hến bữa nay nhiêu ký rồi chị? Hến bữa nay được nhiêu ký? À, à 6.000 hả? Dạ. Ngày cào kiếm nửa tháng không? Dạ. Dạ, 100 ngoài ký. Đó, giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển qua cái cầu cõi tiểu. Đó. Thì chúng ta sẽ gặp được một cái cánh đồng cũng ngập nước mênh mông luôn. Đó, và bên đây cũng có những cái con đường rất là đẹp, đường bằng bê tông chạy dọc theo cái con kênh này nè, là song song với cái đường nãy mình đi ha. Đó. Nước bên này quá nhiều luôn rồi. Đó, bên đây cũng nhiều mà bên đây cũng nhiều. Đó, cái đó là những cái ghe cào hến của bà con đó đó. Đường này quá đẹp luôn cả nhà. Ở dưới sông đó là bà con đang giăng lưới đó. Cả nhà có thể thấy những cái phao bằng cái chai đó ha. Còn ở trên đây thì bà con cũng nuôi bò đó nè. Đây là phân bò. Phân bò là cũng bán được nữa nha cả nhà. Đây có nguyên một cái xóm của bà con luôn. Có 5-7 hộ mà sao thấy đóng cửa rồi. Bây giờ là chúng ta chuẩn bị qua một cái cống và tới một cái điểm mua bán cá linh của bà con. Mà không biết giờ này là bà con người ta, đây là cống Cội Đại, giờ này là bà con người ta có mua bán cá linh hay chưa ha. Đây còn tới 2 tiếng đồng hồ nữa là mới bà con mới nhóm chợ, giờ này mới có chưa được 1 giờ mọi người. À, đây là bà con đang thả lưới này. Lưới gì là lưới này? Lưới dậy á anh? À, lưới ba màng. Lưới ba màng là những cái loại lưới là chín cá bự không mọi người. Một tay lưới như vậy là tầm khoảng 50 mét không? Dạ. Thả xong cái có những cái phao vậy đó mọi người. À, nãy là mình gặp ba cái anh đó, đó là ở tuốt bên cái khu vực đầu ở bên đó đó mọi người, là chỗ bến phà Thanh Châu Hồng Ngự, là chúng ta đi qua là đi qua bên cái đầu bên đó. Là nãy giờ là mình chạy cặp theo cái hàng cây này nè, theo cái con đường này nè quanh đây. À, giờ thì mới có 1 giờ mà đợi khoảng tầm 1 tiếng hơn nữa thì mấy ổng mới đem cá vô trong cái chợ Cội Tiểu Cội Đại này nè căng. Đây là những cái ghe cào hến của bà con ha. Mùa nước nổi là ở đây rất là nhộn nhịp luôn mọi người. Ở ngoài sông thì bà con cào hến rồi đặt lợp tôm, còn trong đồng thì bà con người ta đặt đú đặt vớn rồi giăng lưới. Cái đồng này thì cá trạch rất là nhiều cho nên là bà con đánh bắt cá trạch nhiều lắm mọi người. Sáng có mấy anh ở đây ta kéo lưới, giờ có anh chị này ta đang thăm lưới nè. Ủa, mình thăm xong rồi mình dỡ lưới luôn hả anh?
Dở lưới đi văng chỗ khác hả? Ủa? À, vậy là ngày nào mình văng ngày đó hả? Ủa sao không để mình thăm hoài ta? À, dạ dạ dạ, để chỗ không có dính. Dạ. Vậy là phải di chuyển hoài luôn. Văn như vậy là bao lâu mà mình mới đi thăm được? 2 giờ đêm. 2 giờ đêm giờ này đi cuốn nữa hả? Dạ. Ồ. Bữa nay bộn không? Bữa nay được nhiêu ký cái cạch? 2 ký rồi hả? Trời ơi. Đi mấy tiếng đồng hồ? 4 giờ số lưới. Mà thăm được 2 ký cá chạch. Trời ơi. Thế mà con ta cực ghê không? 2 giờ sáng là đi bủa. Đi bủa xong rồi tới 10 giờ 11 giờ thăm, thăm giờ này tầm khoảng chắc 11 giờ ấy 13 giờ mọi người, là tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ. Giờ giờ bà con về cái đầu đợi ngày mai đi thăm tiếp nữa. Ngày nào nó quen ngày nấy chứ thật sự mình làm không quen là mình làm không nổi đâu mọi người. Bà con nhìn cái khung cảnh của cái cánh đồng biên giới Hồng Ngự rất là yên bình luôn cả nhà. Khu vực này nước nhiều hơn những cái khu vực mà mình đi mấy ngày nay ở tỉnh An Giang. Khu vực này giống như là giáp danh với biên giới nước bạn Campuchia, cho nên là cái chỗ này nước về rất là nhiều mọi người. Và nước từ trên đồng này nè là bắt đầu chảy ngược ra ngoài sông luôn ha. Bình thường là những chỗ kia là sông chảy vô phải không, còn đây là nước ở trên Campuchia chảy xuống, sông Mekong chảy xuống đó. Là chỗ này bà con chủ yếu là đánh bắt cá chạch nha mọi người. Cá linh thì đương nhiên là năm nào cũng có rất là nhiều rồi, tuy nhiên thì hiện tại là nó đã giữa mùa cá linh rồi thì nó cũng ít lại. Và đặc biệt ở cái đồng này thì chạy cá chạch rất nhiều. Nãy giờ sáng giờ mình chạy vòng vòng đây thì thấy bà con ta giăng lưới rồi cào rồi kéo này kia bắt cá chạch, tại vì cá chạch giờ nó cũng có giá gấp mấy lần cá linh đó mọi người. Đó, tuy nhiên thì cái nghề nào nó cũng có cái cực nhọc riêng của nó. Có những cô chú anh chị người ta thức đâu 2-3 giờ khuya bủa lưới rồi tới giờ mới thăm xong mà kiếm cũng được có 2-3 ký. Tính ra tiền của mình bây giờ thì tầm khoảng trên dưới hơn 300 ngàn cho một ngày làm việc của 2 vợ chồng, thì tính ra cũng không có nhiều đâu mọi người. Nhưng mà được 3 tháng nước nổi này thì bà con người ta sống bằng nghề cá đó, cũng lay lắc qua ngày thì cũng được. Có cái cánh đồng hướng này là từ bên phà Tân Châu Hồng Ngự qua đó, mình vừa đi vào đó, thì cái cánh đồng đó năm nay đã xạ liên vụ rồi, nó không có xạ đê đó. Thì cái hướng này chút xíu mình chạy về đó. Còn lại là cái đường này chúng ta đi lên cửa khẩu Thường Phước là có cái đường cửa khẩu đó đi qua Campuchia luôn ha. Rồi nếu mà chúng ta không đi qua, chúng ta thì chạy cặp lên đây là có cái cửa khẩu Cầu Muốn nữa đó. Thì Cầu Muốn này chạy xuống đây là chợ Cả Sách là hướng này đó. Rồi chúng ta chạy tiếp tục xuống đây là Cội Đại, Cội Tiểu, là có cái chợ Cá Linh qua nói đó. Rồi thì quá chân thành cảm ơn của chú chị và các bạn đã dành thời gian nghe cũng như là xem hết cái video này. Mong rằng mọi người sẽ thích, nhớ xem video thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký để Thiện Hóa có thể có thêm nhiều động lực đi được nhiều nơi hơn, chia sẻ cho mọi người nhiều cái địa điểm hay và thú vị nữa nha. Bây giờ thì Thiện Hóa xin phép tạm dừng cái video này. Tạm biệt mọi người.